Tiền vệ Kevin De Bruyne của đội Man City vẫn cần thời gian để phục hồi trước khi trở lại sân thi đấu. De Bruyne đã được gọi vào đội hình tham dự giải đấu ở Saudi Arabia vào giữa tháng này. Trận đấu đầu tiên của Man City sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12. Tuy nhiên, huấn luyện viên Guardiola mới đây đã cập nhật về tình hình của tiền vệ 32 tuổi, cho biết anh vẫn đang tiếp tục quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật vào tháng 8. Guardiola nói, cậu ấy đã bắt đầu chạy trên sân nhưng chưa tập luyện cùng toàn đội một lần nào. FIFA Club World Cup sẽ diễn ra trong 2 hoặc 3 tuần nữa. Tôi không biết, có lẽ còn hơi sớm, nhưng tôi không biết liệu De Bruyne có đủ thể lực để góp mặt ở Zeder hay không, vẫn còn phải chờ xem. Tuy nhiên, đây có thể là cơ hội để De Bruyne trở lại tập luyện cùng đội một tại một trại huấn luyện có thời tiết ấm áp ở Saudi Arabia. Đội trưởng của Man City không thi đấu kể từ trận khai màn mùa giải Premier League khi Man City gặp Burnley vào ngày 11 tháng 8. Anh bị thay ra chỉ sau 23 phút vì tái phát chấn thương gân kheo. Thiếu ngôi sao kiến tạo hàng đầu, Man City vẫn khởi đầu mùa giải rất ấn tượng, nhưng dần sa sút trong những tuần gần đây và đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng tại Premier League, hiện tụt xuống vị trí thứ tư. Nhưng huấn luyện viên Guardiola cho biết ông sẽ không vội vàng với tình trạng của De Bruyne. Kevin rất quan trọng với chúng tôi, nhưng thật không may, cậu ấy đã dính chấn thương nặng trong 3 hoặc 4 tháng qua. Đừng gây áp lực cho Kevin, cậu ấy chỉ trở lại khi đã ở vào tình trạng tốt nhất. Huấn luyện viên Pep Guardiola lạc quan về màn quật khởi bắt đầu tại Luton vào chủ nhật.